Người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế này là Nguyễn Ngọc Minh, 36 tuổi, ở phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trưa 18 tháng 6 năm 2021, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Lâm Thao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh để làm rõ tội cướp tài sản. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 6, Minh lái ô tô thuê và mang theo hai con dao nhọn để đi tìm người cướp tài sản. Khoảng 4 giờ 45 phút sáng 9 tháng 6, Minh lái ô tô đến khu 16, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, thì phát hiện một nữ công nhân 22 tuổi ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, đang chạy xe máy đi một mình. Minh liền chặn đường, cầm dao nhọn khống chế, ép cô gái lên xe ô tô để đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại và tiền. Lúc này cô gái nói điện thoại và tiền để ở cốp xe máy, Minh đã lái ô tô đi khoảng 100 mét rồi tiếp tục dùng dao khống chế nạn nhân để lục túi áo, túi quần tìm tài sản. Khi không tìm được gì, Minh đã sảm sỡ cô gái. Lợi dụng lúc Minh sơ hở, cô gái giật được con dao nhọn và đe dọa lại, yêu cầu mở cửa xe. Sau khi thoát được, cô gái đến trình báo cơ quan chức năng. Ngay trong ngày 9 tháng 6, Công an huyện Lâm Thao đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến nhà Minh để áp dụng các biện pháp tố tụng, thì Minh đóng cửa cổng và cửa nhà, sau đó dùng nhiều loại hung khí như dao nhọn, dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng. Minh còn xả khí ga và đe dọa sẽ cho nổ nếu công an xông vào. Sau nhiều giờ vận động không thành, cơ quan chức năng đã ập vào khống chế bắt giữ Minh. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngoài hành vi cướp tài sản, Công an huyện Lâm Thao đang củng cố hồ sơ để khởi tố xử lý Minh về tội chống người thi hành công vụ.